Giải vô địch bóng bàn các câu lạc bộ quốc gia năm 2022 do Liên đoàn bóng bàn Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Thuận tổ chức. Sau 5 ngày diễn ra sôi nổi tại nhà thi đấu Thể dục Thể thao Bình Thuận, giải đã bế mạc vào tối qua. Giải vô địch bóng bàn các câu lạc bộ quốc gia năm 2022 do Liên đoàn bóng bàn Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Thuận tổ chức. Sau 5 ngày diễn ra sôi nổi tại nhà thi đấu Thể dục Thể thao Bình Thuận, giải đã bế mạc vào tối qua. Giải đấu có sự tham gia của 32 câu lạc bộ bóng bàn các tỉnh thành ngành trên toàn quốc với khoảng 450 vận động viên tranh tài ở 39 nội dung, đồng đội nam, đồng đội nam, đôi nữ và đôi nam nữ theo các nhóm tuổi. Trong thời gian diễn ra giải, các vận động viên đã cố gắng hết sức mình mang đến những trận đấu hay, đẹp mắt để đạt thành tích tốt nhất và đáp lại sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Không chỉ có vậy, giải đấu thật sự đã mang đến những cảm xúc và trải nghiệm khó quên với các vận động viên, nhất là sau 2 năm không được tham gia các giải đấu trong hệ thống giải quốc gia vì dịch Covid-19. Tôi rất là vui vì hôm nay tôi đã vượt qua được cái đợt kỳ thi lần thứ nhất. Đây là vấn đề rất là lớn trong cuộc đời tôi, bởi vì tôi không nghĩ là sức khỏe của tôi có thể đánh được tới giờ này. Mang đến cho mọi người một cái sức sống mới, một cái nghị lực và niềm vui và hy vọng, và cũng như là nối kết những cái tình bạn rất là thân thiết, quý mến nhau. Những động viên có thực sự là có trình độ, và đến đây thì mình cũng bên cạnh chuyện thành tích nhưng mình cũng học hỏi được rất nhiều điều. Giải vô địch bóng bàn các câu lạc bộ quốc gia được tổ chức hàng năm nhằm tạo sân chơi bổ ích để các tay vợt có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như thể hiện tài năng. Dù tại giải lần này số lượng vận động viên cũng như nội dung thi đấu nhiều nhất từ trước đến nay, nhưng với sự sắp xếp chu toàn của ban tổ chức, chất lượng chuyên môn vẫn được đảm bảo. Đánh giá về chuyên môn, tôi cho rằng là rất thành công. Các vận động viên là tranh đua tài những thành tích rất là xem xem với nhau, và có những vận động viên đã nổi bật là 2 năm liền vẫn giữ được vô địch. Ngay sau khi kết thúc các nội dung cuối cùng, ban tổ chức đã tiến hành trao cúp huy chương vàng, bạc, đồng cho những đội, các đôi và cá nhân vận động viên. Giải vô địch bóng bàn các câu lạc bộ quốc gia năm 2022 kết thúc không chỉ để lại nhiều ấn tượng đẹp với các vận động viên mà còn là bước đệm để Bình Thuận hướng tới việc tổ chức các sự kiện thể thao quy mô hơn, góp phần làm tiền đề để Bình Thuận sẵn sàng đăng cai năm du lịch quốc gia 2023.